Xin chào, cảm ơn các bạn đến với Phương's Kitchen. Sau cái món bánh bò lá dứa thì một số bạn yêu cầu Phương làm bánh bò đường thốt nốt. Nhưng mà ở bên Phương, đường thốt nốt nó không có thơm ngon như là đường thốt nốt ở Việt Nam. Và cảm giác khi ăn không có một cái mùi vị gì đặc biệt hết. Cho nên mình sẽ làm một cái món đường caramel kết hợp với một ít hương cà phê. Thơm ngon cực kỳ luôn. Và đây là công thức mà Phương ưng ý nhất từ nào đến giờ. Cái lượng bột nổi mình dùng trong công thức ngày hôm nay rất ít so với những công thức cũ của Phương. Bánh thành phẩm ra nở rất là đẹp, rễ tre thẳng tắp từ dưới lên. Bánh chia làm hai lớp, bên dưới thì rễ tre tua tủa và có độ dai, bên trên thì nó lại dai xốp. Vài năm đã trôi qua, Phương cũng có một chút kinh nghiệm trong cái việc làm bánh bò nướng thì mình rút ra rằng nhiệt nướng rất là quan trọng và nếu lò nhà bạn không có lửa dưới mà chỉ có lửa trên thì khả năng là các bạn sẽ không thành công. Cho nên là Phương sẽ hướng dẫn các bạn phương pháp nướng bằng chảo. Kết cấu bánh hơi khác chút xíu nhưng mà vẫn có rễ tre tua tủa. Và một số lưu ý cũng rất là quan trọng khi mình nướng bằng chảo. Trong khung mô tả, Phương sẽ để đường link cho các bạn bấm vào xem công thức. Còn bây giờ mình bắt tay vào làm luôn. Hôm nay bánh vị cà phê thì Phương sẽ dùng 40ml cà phê đen đậm đặc. Bạn cũng có thể nấu cà phê bằng phin hoặc là dùng cà phê hòa tan, nhưng mà mình pha cái đồ đậm đặc hơn, ít nước hơn. Ổ bánh ngày hôm nay mình sẽ cần một lon nước cốt dừa 400ml. Phương sẽ cho vào một cái son có quai cầm nha. Chất lỏng tổng cộng là 400g. Phương dùng 40g cà phê cho nên mình sẽ múc bỏ bớt 40g nước cốt dừa. Nếu bạn không dùng hương cà phê thì mình giữ nguyên 400g nước cốt dừa. Mình cho tiếp vào đây là 100g đường. Dặn lại vị ngọt, mình phải có chút muối, 1/4 muỗng cà phê. Cái son này mình sẽ bắt lên bếp và làm ấm. Không cần đun sôi, chỉ cần đường tan. Phương vặn xuống mức thấp nhất và để cho nó ấm riu riu. Một số bạn nấu công đoạn này rất là sôi, làm cho cái nước cốt dừa nó tách nước, mất đi độ thơm béo và cái nước cốt dừa cũng bị thất thoát rất là nhiều. Vừa lúc đó Phương cũng có một cái nồi khác. Cho vào đây 180g đường. Phương dùng đường cát trắng. Cái đường này mình sẽ thắng đường caramel. Ban đầu Phương sẽ để nhiệt cao nhất. Trong vòng 1 phút khi thấy phần rìa xung quanh nồi bắt đầu chuyển màu thì mình sẽ vặn xuống lửa trung bình. Mình để yên không có cần phải khuấy và mình chỉ cần lắc lắc cái nồi chút xíu. Đường bắt đầu tan và có khói bốc lên ngùn ngụt. Mình phải hất đường từ bên ngoài vào trong, các bạn không có hất đường từ bên trong ra bên thành nồi nha. Thắng đường caramel có rất là nhiều cách. Hôm nay mình chọn cái phương pháp thắng khô, tức là mình không có cho nước, từ đầu là chỉ có đường thôi. Bây giờ đường nó sẽ tan hết rồi nè các bạn. Từ lúc này mình sẽ chọn cái màu mà các bạn muốn. Các bạn muốn màu nó đậm hơn hoặc là màu cánh gián, nhưng cũng đừng để cho nó bị đen thì nó sẽ rất là đắng. Khi mình có cái màu mà mình ưng ý rồi, các bạn cho vào đây là 50g bơ. Đây là bơ mềm nhiệt độ phòng. Cho vào làm 2 đợt cách nhau tầm 10 giây. Đường sẽ sôi lên rất là nóng, bạn nên cẩn thận nha. Cho nên từ đầu Phương nói là mình cần cái nồi có cái quai cầm á. Khuấy thật là nhanh tay thì hỗn hợp nó sẽ có độ sệt giống như là đường kẹo caramel đó các bạn. Đợi thêm vài giây khi hỗn hợp nổi lên những cái bong bóng thì mình sẽ hạ lửa xuống thấp. Ở đây là 3/10 và từ từ mình rưới cái hỗn hợp nước cốt dừa hồi nãy mình đã làm ấm vào đây. Lưu ý là rưới từ từ không thôi là hỗn hợp nó sôi trào ra ngoài. Đường caramel rất là nóng, mình đừng có thò tay vào và nếm thử nha, phỏng tay đó. Và khi mà mình dùng những cái son mà có quai cầm thì rất là an toàn cho các bạn. Vì mình có thể một tay cầm cái nồi nước cốt dừa và một tay mình khuấy. Hỗn hợp này phải để nguội vào dưới 40 độ C. Đây là một lần Phương làm thì cái màu nó đậm hơn một chút, là tùy theo cái sở thích của các bạn. Nhưng mà đậm quá thì nó sẽ bị đen và đắng. Trong lúc đợi nước đường nguội thì mình sẽ sang trộn các hỗn hợp khô. Phương có ở đây là 180g bột năng tapioca và 60g bột mì số 8 hoặc là bột mì đa dụng. Để tạo độ nở cho bánh, Phương kết hợp cả hai bột nở và muối nở. Mình đã có video clip về cái đề tài này để các bạn hiểu rõ hơn cái quy tắc hoạt động của nó. Bột nở baking powder, Phương sẽ dùng một muỗng cà phê là sẽ tầm 5g. Muối nở baking soda, ở Đức thì gọi là natron. Mình cũng dùng một muỗng cà phê. Một muỗng cà phê muối nở thì nó sẽ là tầm 6g, tại vì nó là một cái chất rắn hơn. Trộn đều hỗn hợp bột khô, còn nếu bạn kỹ hơn thì có thể rây lại. Phương biết là một số công thức
kết hợp bột năng với bột gạo, nhưng mà các bạn tinh phân đi các bạn sử dụng bột mì số 8 hoặc là bột mì đa dụng, bánh này sẽ có độ mềm ngon hơn. Công thức hôm nay mình sẽ dùng 4 trứng. Tổng trọng lượng phải đạt 200 g. Một số bạn thất bại là do là cái lượng trứng to nhỏ khác nhau, cho nên là cái lượng chất lỏng và bột không có hài hòa, và đó là cũng là yếu tố khiến các bạn không thành công. Cùng là một hộp trứng nhưng mà có lần Phương chỉ thu được có 180 g thì mình phải châm thêm nước hoặc là nước cốt dừa để đủ 200 g nha. Phương cho vào một muỗng cà phê tinh chất vani để khử mùi tanh của trứng. Có hai cái cách, một là mình sẽ trộn hỗn hợp chất lỏng với nhau trước sau đó cho vào bột. Đây là cái cách Phương làm lần đầu tiên, tại vì mình nghĩ rằng cái bột có bột nổi và muối nở thì nên được kích hoạt sau cùng và mình sẽ cho vào nướng luôn. Nhưng mà cái cách này thì mình cảm nhận là cái bột nó bị vón cục hơi nhiều và mình phải khuấy và lọc lại qua một cái rây. Món bánh này mà rây tới rây lui nhiều lần thì cũng bị hao hụt nhiều lắm các bạn. Cho nên là mình thấy là cái cách cho hỗn hợp nước đường còn ấm và bột năng thì bột sẽ tan rất là nhanh và dễ, không có bị vón cục. Nước đường mình cũng đừng để cho quá nguội, nó phải có độ ấm thì nó hòa tan với tinh bột tốt hơn. Hỗn hợp mịn rồi sau đó mình mới cho trứng. Thì cái cách này mình thấy là hỗn hợp rất là mịn và không cần phải rây lại, mà mình rây thẳng vào khuôn luôn. Phương hướng dẫn cái cách nướng bằng lò trước. Cái khuôn này mình đã có thoa chút xíu dầu để chống dính. Phương không có làm nóng khuôn trước, mình thấy rễ tre vẫn ra tu tủa. Còn nếu các bạn thích thì chỉ nên làm nóng 5 phút thôi. Món bánh này rất là nhạy nhiệt và cần quan trọng là lửa dưới, mình phải có lửa dưới. Phương chỉ nướng mở lửa dưới 170 độ C trong vòng 30 phút. Nguyên tắc hoạt động của cái món bánh này là bọt khí sẽ được thổi từ dưới lên, hình thành những cái ống trụ khí tạo rễ tre. Bạn quan sát bề mặt bánh có những cái bong bóng, nó nở rất là nhẹ. Còn nếu mà các bạn thấy những bong bóng to, sôi ủng ục, tức là nhiệt quá cao, thì nó thoát hết ra ngoài và không giữ được khí ở trong bánh và món bánh của mình trở thành bánh đúc. Phương thấy rằng những cái công thức cũ của Phương hoặc là những công thức trên mạng chia sẻ sử dụng quá nhiều bột nổi. Các bạn cứ nghĩ rằng cho nhiều bột nổi sẽ giúp bánh nở nhiều và nhiều rễ tre, không phải vậy đâu nha. Ngược lại, bánh sẽ nở phồng như cái bong bóng mà ra khỏi lò thì xẹp lép. Khi ăn lại có cái vị nhẫn nhẫn chan chát ở ngay đầu lưỡi, tức là cái bánh đã quá nhiều bột nổi. Sau 30 phút lửa dưới thì mình sẽ mở hai lửa trên dưới hạ xuống 160 độ C. Thêm 20 phút nữa. Đối với những lò nướng mà có nhiệt trên dưới không tắt được lửa trên thì bạn phải nướng tầng thấp nhất 30 phút, sau đó mình sẽ nâng lên tầng giữa và nướng tiếp 160 độ, cũng 20 phút nữa. Giai đoạn này là để giúp cho bánh được nướng khô bề mặt. Vậy là bánh đã nướng tổng thời gian là 50 phút, các bạn có thể tắt lò và để yên bánh trong lò thêm 5 đến 10 phút vẫn được. Sau đó lấy bánh ra để nguội, trong lúc mình để nguội thì mình sẽ úp bánh xuống như này để cho rễ tre nó được thẳng ra. Bánh phải thật là nguội thì mình mới lấy bánh ra khỏi khuôn. Ít nhất phải là 30 đến 45 phút. Nếu bạn lấy bánh ra mà lúc nó còn nóng thì những cái trụ khí này nó sẽ lại dính chùm lại với nhau. Phương biết rằng cái khâu cắt bánh luôn là cái khâu hồi hộp và đau tim nhất luôn á. Nhưng mà thật ra khi bạn nướng bánh thì bạn đã cảm nhận được là bánh kỳ này là thành công hay không rồi. Có thể là mỗi lò nướng sẽ có những cái chức năng và nhiệt nướng khác nhau, nên Phương cũng không chắc chắn là các bạn sẽ thành công với cái nhiệt nướng hôm nay Phương chia sẻ. Nhưng mà các bạn phải hiểu cái nguyên tắc hoạt động của nó thì bạn sẽ nắm được cái mấu chốt và mình nướng bánh được thành công. Món bánh này thì bên dưới có độ dai, bên trên thì bọt khí nó nổi lên vì mình thổi khí từ dưới lên mà. Bên trên nó sẽ có một cái lớp xốp mềm. Nãy giờ là Phương chia sẻ dùng đường cát trắng để làm đường caramel. Còn nếu mà các bạn thích có thể dùng đường thốt nốt. Liều lượng đường thì mình vẫn dùng y như vậy, nhưng mà mình phải bằm cho thật là nhuyễn để giúp cho cái đường nó mau tan. Và cái lượng đường mình cho vào nước cốt dừa nó cũng mau tan, chứ không thôi là nấu nước cốt dừa nó cạn mà đường thì lại chưa tan, bạn lại hao hụt đi một cái phần chất lỏng của công thức. Cách làm và các bước tiếp theo thì cũng y chang như vậy. Bây giờ Phương chia sẻ cái kinh nghiệm mình nướng bằng cái chảo. Phương dùng cái chảo này, cái đáy của nó là 20 cm. Phương cũng có thoa dầu. Mình cho lên bếp, mở nhiệt cao nhất và đợi cho chảo nóng đến khi nào mà cái độ nóng, khi mà mình vẫn còn sờ được cái ngón tay vào mà không bị phỏng á, thì các bạn cho hỗn hợp bột này vào. Bếp nhà Phương có 12 số, mình hạ xuống số 4. Mỗi bếp có năng suất khác nhau cho nên bạn cũng phải quan sát là những cái bọt khí nó sẽ từ từ nổi lên trong thời gian 30 phút đầu.
và nó phải lăn tăn như vậy, nó không được sôi mà nổi bụp 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 là bể hết những cái bọt khí. Đây là lần đầu mình làm, mình để nhiệt 5 trên 12, vậy mà nó nóng, nó sôi và trào hẳn ra ngoài luôn. Cái này là mình quay nhanh cho nên các bạn thấy như vậy thôi, chứ thực ra trong lúc nướng thì nó cũng nở rất là từ tốn. Tuy nhiên những cái bọt khí này nếu mà nó quá to, tức là nhiệt nó hơi mạnh, mình phải hạ xuống. Sau 30 phút, mình đậy nắp, nướng tiếp 20 phút nữa cho khô bề mặt. Thành phẩm nó bị đen thui luôn. Tại vì đây là một món bánh rất là nhiều đường và nhiều chất ngọt. Nên Phương nghiệm ra rằng bây giờ mình phải tăng thêm hàm lượng chất béo để bánh không có bị tiếp xúc nhiệt trực tiếp. Giống như là không hẳn mình nướng mà mình chiên ở trong chảo. Hoặc dù rễ tre rất là đẹp, cho nên mình sẽ thử nghiệm lần thứ hai. Lần này Phương sẽ dùng cái chảo nó có cái thành cao hơn và đường kính là 24 cm. Phương cũng làm nóng chảo. Sau khi chảo nóng thì mình hạ xuống 4 hoặc là 3 rưỡi. Và đặc biệt là mình phải thêm 30 gram bơ tan chảy vào trong cái hỗn hợp bột. Thì nếu mà các bạn nướng trong lò thì không cần cái phần bơ này. Vì khi nấu đường caramel mình đã có 50 gram bơ rồi. Nhưng nếu mà nướng chảo mình phải tăng thêm hàm lượng chất béo để cho bánh không có bị áp chảo và khét. Mình sẽ để đến khi nào mà bọt khí nổi đầy hết trên bề mặt thì Phương sẽ bấm nút ngừng. Mình xem quan sát nha. Đây là mình quay nhanh. Nhiệt sẽ truyền từ bên ngoài vào bên trong. Bọt khí nó sẽ nổi xung quanh trước. Đây là trạng thái sau khi nướng được 8 đến 9 phút. Bây giờ mình sẽ nướng tiếp. Cả nguyên thời gian nướng mình đã đứng đây mình canh đó. Bây giờ thì đã được 22 phút. Vành bánh xung quanh bắt đầu chuyển màu nâu. Bên trong cũng đầy bọt khí. Bề mặt cũng đầy bọt khí. Những bọt khí này nó nở lăn tăn và nó nằm ở trên bề mặt bánh chứ nó không có bị vỡ, không bị bể bụp bụp. Đây là trạng thái đúng 30 phút. Mình sẽ hạ thấp nhiệt xuống một lần nữa, 2 rưỡi đến 3, đậy nắp. Phương bấm đồng hồ cho nó chạy tiếp. Đây là phút thứ 48. Bề mặt bánh đã khô ráo. Phương để yên chảo trên bếp, mình tắt nhiệt. Và để thêm 10 phút nữa cho nó thật là khô. Thì tổng cộng thời gian nướng sẽ là 1 tiếng. Cũng bằng thời gian nướng khi mình nướng bằng lò. Đặc điểm bạn thấy bánh chín không những là bề mặt khô mà bánh nó sẽ tự co lại và tróc khỏi thành chảo. Tất nhiên phải để bánh nguội mới cắt. Nhưng Phương đang vội mang bánh đến nhà người bạn cho nên mình cắt ra phân nửa để đem cho. Bánh vừa có độ dai nhưng mà vẫn có độ mềm là nhờ mình kết hợp bột năng và bột mì. Bánh không có chia làm hai lớp, bên trên xốp và bên dưới rễ tre dai như là cái cách nướng lò, nhưng mà vẫn rất là ngon. Và thích nhất là ăn chiếc bánh này mà mình ngồi mình xé từng cái rễ tre, cảm giác rất là thích thú. Cảm nhận riêng của Phương rằng nướng bằng lò thì bánh nó mềm hơn, còn nướng bằng chảo thì 30 phút đầu mình không có đậy nắp, nó bị bay hơi một phần chất lỏng, nên rằng bạn nên tăng thêm chút xíu chất lỏng trong công thức nếu bạn nướng bằng chảo nha. Phương nghĩ là tầm 15 đến 20 gram là được. Bạn ăn không hết có thể đậy kín bánh và mình không cần cho vào tủ lạnh. Nhiệt độ phòng bên Phương hiện tại mùa lạnh là 21-22 độ C. Bánh sang 2 ngày sau nó vẫn mềm như vậy và không có một cảm giác như là chai cứng. Phương đọc bình luận của rất nhiều các bạn, một số bạn là chưa thành công với món này. Mặc dù đã thử hơn 10 lần thì các bạn nên một lần thử với phương pháp nướng chảo. Phương mong rằng các bạn sẽ làm thành công. Nếu các bạn có làm và thành công hoặc là thất bại gì, có câu hỏi gì có thể nhắn cho Phương bên Facebook hoặc là ngay trong kênh YouTube. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video clip tuần sau.